Có phải là luật đất đai sẽ thay đổi và sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 hay không? Và khi cấm phân lô tách thửa ở 105 địa phương thì nhà đầu tư có ra vùng ven để mà phân lô hay không? Và chúng ta cần lưu ý những điều gì trong quá trình đầu tư này? Xin chào tất cả các anh chị quay trở lại kênh của Hiệp. Lại tiếp tục cái câu chuyện là đưa ra những cái bài phân tích để giúp anh chị có thêm nhiều góc nhìn, có thêm nhiều cái sự lựa chọn khi mà chúng ta đi đầu tư, giúp anh chị an toàn hơn, tối ưu hóa hơn. Và có một phần nhỏ Hiệp hay gọi đó là phần cho đi. Mình cứ cho đi anh chị, cứ cho đi thoải mái đi, rồi người cho đi sẽ được nhận lại, người cho đi sẽ là người chiến thắng. Ít nhất cái sự chiến thắng đó là sự yêu quý, sự ủng hộ, đồng hành của tất cả các khán giả đã ủng hộ Hiệp và đội ngũ cộng sự trong suốt khoảng thời gian qua. Trước khi vào cái bài phân tích thì anh chị hãy khuyến khích Hiệp và đội ngũ cộng sự bằng bấm like, bấm đăng ký kênh và bấm chia sẻ cái video này ra ngoài để nhiều người có thể nhận được giá trị giống như anh chị đó. Và đó cũng là một phần cho đi đó anh chị. Cứ gieo những cái chủng tử tốt, gieo những cái hạt giống tốt đi anh chị. Rồi đến lúc nào đó hạt giống nó sẽ nảy mầm và anh chị sẽ thụ hưởng cái điều đó ha. Rồi đi vào cái phân tích của Hiệp là 105 địa phương theo cái bản danh sách sẽ bị cấm phân lô bán nền. Vậy thì câu hỏi đặt ra là nhà đầu tư á, hoặc là những cái người mà làm đất á anh chị, nói chung nói nôm na cái kiểu làm đất á, thì họ có đi ra ngoài vùng ven để họ phân lô hay không? Thì theo Hiệp là có. À, còn theo ý kiến anh chị thế nào thì hãy để lại ý kiến của mình trong phần bình luận. Nhưng theo Hiệp là có. Bởi vì nó đơn giản như thế này nè anh chị. Đang là phân tích kỹ thuật thì chúng ta sẽ thấy là cái việc mà siết phân lô bán nền, tức là cái số lượng nền đất á, đưa ra ngoài thị trường nó không có được nhiều như trước đây nữa. Nó không còn cung cấp ra được nhiều nữa. Mà cái nhu cầu thì ví dụ là nó là giữ nguyên đi thì giá nó sẽ đẩy lên cao. À, vậy thì đâu phải ai cũng có cái điều kiện mà mua với cái tầm giá cao đâu anh chị, vài ba tỷ một nền thì đâu phải ai cũng có cái số tiền này để mà mua. Cái thứ hai nữa là nếu mà chúng ta xét về khía cạnh đầu tư, khi mà giá bị đẩy lên cao như vậy, thậm chí một số nơi đẩy lên ảo luôn anh chị, một số nơi đẩy lên ảo luôn, thì dễ gì mà chúng ta đầu tư có lời. Đó là yếu tố thứ hai, còn nhiều yếu tố lắm. Thì có lẽ nếu anh chị quan tâm đến cái chủ đề là phân tích những cái rủi ro, những cơ hội nào, thì khi mà đất ở trong các cái thành phố hoặc là thị xã mà bị cấm phân lô bán nền này, anh chị quan tâm đến cái chủ đề đó thì hãy để lại ý kiến của mình ở trong phần bình luận, Hiệp sẽ phân tích ở trong một cái video khác. Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là các cái nhà đầu tư á, họ làm đất á, họ có chuyển ra ngoài vùng ven hay không? Và nếu họ chuyển ra ngoài vùng ven thì mình có nên đầu tư hay không? Và nếu đầu tư thì mình lưu ý những cái điều cơ bản nào? Vậy thì Hiệp sẽ phân tích luôn là khả năng mọi người sẽ dịch chuyển ra ngoài vùng ven. Nhưng khi mà anh chị mua thì anh chị phải lưu ý vấn đề này. Tức là hoàn toàn có thể mua được, nhưng mình phải lưu ý cái vấn đề này. Cái vấn đề thứ nhất á, là về giá. Cái yếu tố giá là yếu tố quyết định quan trọng lắm. Còn mặc định nó là phải là chuẩn chỉ về pháp lý rồi nha anh chị coi. Còn đất mà không chuẩn về pháp lý thì Hiệp bỏ qua một bên. Đối với kênh của Hiệp, đối với các sản phẩm Hiệp bán thì mặc định nó phải chuẩn về pháp lý. Khi Hiệp phát hiện ra một mảnh đất nó có sổ rồi nha anh chị, nhưng nó không chuẩn về pháp lý thì Hiệp mặc định gạt qua một bên. Hiệp đang rao bán hoặc là khách hàng muốn chốt mua cái lô đó thì Hiệp cũng sẽ từ chối hoặc sẽ tư vấn thẳng cho khách hàng lô đất này nó đang bị tình trạng pháp lý A, B, C như thế này. Nếu anh chị quyết định mua thì anh chị biết những cái điều gì mình sẽ gặp ở tương lai để anh chị ra quyết định nó phù hợp. Và Hiệp đã làm như vậy rất là nhiều. Và có ít nhất 3 trường hợp Hiệp chia sẻ lên trên kênh của mình luôn để cho mọi người thấy là. Và đến thời điểm này mới có 3 trường hợp đó thôi. Và 3 trường hợp đó Hiệp đều ngưng bán nha anh chị. Thì để cho mọi người hiểu. Rồi quay lại cái câu chuyện là mình lưu ý cái gì. Thứ nhất là về giá. Cái giá là cực kỳ quan trọng, bởi vì cái giá đầu vào và giá đầu ra nó quyết định cái biên độ lời của anh chị. À, vậy thì nếu mà mình mua một cái nơi nào đó, nghe Hiệp nói là cứ ra vùng ven liền kề với thành phố mà mua, mà mình không biết định giá thì mình thua rồi. Và tại sao Hiệp rất là quan trọng yếu tố này? Bởi vì như thế này nè, Hiệp chia sẻ cho anh chị chân thành ở cái chỗ này nè. Hiệp là một người làm nghề, hàng ngày Hiệp tiếp xúc với rất nhiều khách hàng từ trong nước đến ngoài nước, cho nên Hiệp hiểu được cái tâm lý của anh chị, hiểu được cái phương pháp của anh chị là đúng chỗ nào, chưa đúng cái chỗ nào. Cho nên Hiệp chia sẻ cái phần này để anh chị hiểu là có rất nhiều người đi mua tài sản á, là anh chị trả giá nó mù mờ lắm. Và nếu một người mà làm không có tâm thì họ sẽ khai thác vô cái điểm yếu này của anh chị liền. Bởi vì anh chị không biết gì cả, cái nào anh chị cũng trả giá, nhưng mà trả giá gọi là mình trả giá theo cảm tính, chứ chẳng dựa vào một cái yếu tố phân tích nó rõ ràng nào cả. Cứ ví dụ đưa cái mảnh đất cho anh chị 2 tỷ, anh chị cứ trả nó 1 tỷ rưỡi, trả đại vậy đó.
mình cứ nghĩ là ông kia nói 2 tỷ mình cứ trả 1.5 tỷ, nói 3 tỷ anh chị trả là 2.2 tỷ, 2.3 tỷ, 2.4 tỷ gì đó cái kiểu. Vậy thì các bạn sale sẽ hiểu khai thác ngay anh chị cái chỗ này. Cái miếng đất đáng lẽ muốn bán 2 tỷ đúng không? Họ không nói anh chị 2 tỷ đâu, họ sẽ nói anh chị 2.5 tỷ. Anh chị trả xuống 2 tỷ là dính liền. Ví dụ vậy, anh chị trả xuống 1.6 tỷ, 1.7 tỷ, 1.8 tỷ thì họ sẽ kèo nhèo anh chị lên làm gì, có ai bớt với cái giá đó. Ví dụ vậy thì họ sẽ khai thác một đúng cái điểm yếu của anh chị. Cho nên Hiệp nói là cái người mà họ làm thật á, họ đưa ra cái giá tốt thật cho anh chị á, thì anh chị sẽ cảm giác là mình không được trả giá. Tại sao mua mấy tỷ mà không chịu bớt cho tôi, thì anh chị cảm thấy nó không thích. Còn cái người mà họ hiểu được cái tâm lý đó của anh chị á, họ đôn giá lên thì sẽ có hai trường hợp. Nếu mà họ vô tình họ bán được cao hơn cái giá kia, có phải là anh chị bị thuốc giá. Còn nếu mà anh chị trả giá thì họ đã trừ hao một cái biên độ cho anh chị rồi. Còn bên Hiệp lại có một cái quy tắc này mà anh chị đã bán bên Hiệp hoặc là làm việc với bên Hiệp nhiều rồi thì anh chị sẽ hiểu, đó là Hiệp luôn tư vấn cho cái người bán á. Ví dụ anh chị trước đây đã mua tài sản của Hiệp rồi thì Hiệp cũng cố gắng mua cái tài sản cho anh chị làm sao ở cái mức giá nó rẻ, nó tốt nhất. Rồi khi anh chị bán thì anh chị sẽ cân nhắc chừa lại một cái biên độ cho cái người đến sau. Đó là tư duy của Hiệp làm như vậy anh chị. Thị trường có thể là bán 2 tỷ đồng cái lô đất đó, nhưng anh chị sẽ bán dưới cái mức đó một chút xíu. Mình để lại cái lọc, để lại cái phước, để lại cái biên độ, để lại cái sự thoải mái, để lại cái sự tôn trọng và yêu quý cho cái người tới sau nữa anh chị. Và anh chị sẽ có cái cơ hội tiếp theo, và Hiệp sẽ giúp đỡ anh chị rất nhiều thứ sau đó, để cái số tiền anh chị mà discount để giảm giá lại cho cái khách hàng đến sau, anh chị sẽ không bị thiệt. Bởi vì bên Hiệp ngoài cái lĩnh vực là giúp anh chị về bất động sản hết, nhiều rất là nhiều thứ trong bất động sản, Hiệp còn tư vấn chiến lược hỗ trợ anh chị trong quá trình kinh doanh cái lĩnh vực của anh chị đang làm nó trở nên hiệu quả hơn. Thì cái con số này nó mang lại nhiều lắm anh chị. Để chia sẻ cho anh chị cái phần này, nó hơi ngoài một chút xíu thôi, nhưng để mình hiểu là cái tư duy tại sao nó phải xuất phát từ bên trong là như vậy anh chị. Rồi quay lại cái chủ đề giá nha. Giá là yếu tố quan trọng. Cái yếu tố giá nó cũng phụ thuộc vào một số cái tiện ích. Cho nên nếu anh chị mua cái tài sản ở đâu đó mà nó nằm ở trong rừng, trong rú, nó rất là xa, mà nó chỉ có một cái khu phân lô độc đạo ở trong đó thôi, không có người ở, không có hạ tầng, không có cái tiện ích, thì anh chị không nên, mà phải cân nhắc trước khi xuống tiền. Hoặc là mình không biết phân tích, mình không biết đúng biết sai, thì mình hỏi cái người chuyên gia anh chị. Và hỏi nó giống như cái bài gọi là Hiệp hay gọi nó là mua bảo hiểm. Tại sao mình mua cái xe? Cái xe anh chị có thể là 500-600 triệu, mình đã mua bảo hiểm cho nó. Một cái xe là một cái nó chỉ giúp cho mình an toàn hơn thôi, mà mình đã dám mua cái bảo hiểm cho nó. Còn cái việc đầu tư á, nó sinh lời ra cho anh chị, mình không dám mua bảo hiểm. Là mình cứ mạnh dạn mua bảo hiểm đi anh chị. Mà một cái bảo hiểm của anh chị mua, anh chị ngõ nào cũng lời hết á. Bởi vì họ đưa ra giúp cho anh chị nó tối ưu hơn, thì chắc chắn là cái quá trình tối ưu nó đã tiết kiệm cho anh chị một khoản rất là nhiều tiền rồi. Thì mình mạnh dạn mua bảo hiểm thôi, vì mua mình lời mà. Cho nên là những cái mảnh đất mà nó xa, nó không có tiện ích, hoặc là nó nằm ở sát biên giới rồi các kiểu á, một số vùng nó sát biên giới mà họ đang rao bán đủ thứ anh chị. Cái mảnh đất nó trị giá có 300 triệu rồi họ đẩy lên đến 1.2 tỷ, rồi họ nói là sale sập sàn, xuống dưới thì ngõ nào cũng thua. Bởi vì họ sẽ đi tìm những người không biết để mà họ bán. Có những người nói là làm gì có cái chuyện mà người ta có hàng mấy trăm triệu đến một vài tỷ mà ta không biết. Nhiều lắm anh chị, nhiều kinh khủng luôn. Bởi vì anh chị làm ra là anh chị giỏi ở một cái lĩnh vực khác, mình kinh doanh sản xuất đầu tư, hoặc là mình được một cái khoản tiền ở đâu đó về ở nhóm lĩnh vực khác, mà qua bên cái lĩnh vực này là thua xong phim. Và sáng nay Hiệp vẫn coi một cái video là họ rao cái nhà rất là to anh chị, to kinh khủng luôn, nhà xây mái thái đồ đẹp lắm mà họ rao bán có hơn 1 tỷ. Thì mình biết chắc vẫn còn cái câu chuyện đó hằng ngày ở trên tất cả các nền tảng luôn anh chị. Phải hết sức cảnh giác những cái chuyện như thế này. Cho nên là rất nhiều người vẫn còn chưa biết. Nhưng Hiệp phân tích ở đây là để cho anh chị biết là cái vị trí đó nó có phải đầy đủ cái công năng sử dụng hay không nè, nó có tiềm năng hay không nè, có thể cái người mà sử dụng cuối cùng của mình họ có ở được ở khu vực đó hay không, các cái tiện ích có đầy đủ hay không, vậy cái giá nó có hợp lý hay không, tiềm năng tăng giá khu vực đó là gì. Rất là nhiều cái yếu tố. Và có hai thứ, cái thứ nhất là anh chị phải khảo sát những cái mà Hiệp vừa mới nói, anh chị gạch ra đầu dòng đi và khảo sát đúng cái đó thì mình hãy mua. Cái thứ hai là để mà kỹ lưỡng hơn, chi tiết hơn, và anh chị có thể mua bất cứ cái vùng nào ở trên lãnh thổ Việt Nam đều có những cái kho công cụ, có công thức cho anh chị sẵn. Hiệp đã set up từng bước một ở trong cái khóa học là Bậc Thầy Đầu Tư Bất Động Sản Thực Chiến. Và Hiệp cam kết với mọi người, cam kết từ xưa đến giờ chứ không phải bây giờ mới cam kết nha, là khi anh chị học mà không có giá trị
Hiệp trả tiền, không cần phải hỏi lý do. Học xong anh chị thấy là tôi học xong mà tôi chẳng biết cái gì cả. Học xong tôi không làm được, trả tiền không cần lý do. Và rất là hiếm người cam kết như thế này. Bởi vì sao? Bởi vì cái cơ bản nhất là Hiệp đã chứng thực qua rất là nhiều học viên của Hiệp. Và học là tính thực chiến rất cao, học xong làm được ngay. Học tối hôm nay 10 giờ đêm, 11 giờ đêm học xong, sáng mai đã đi làm được rồi. Sáng mai đã mang kiến thức đó ra áp dụng ngoài thị trường được rồi. Chứ không phải là học xong rồi bắt đầu không biết mình học cái gì, mà học xong là làm được ngay, thì đó mới gọi là thực chiến. Thì chia sẻ thêm, Hiệp cũng không khuyến khích là mọi người nếu chưa sẵn sàng thì không nên học. Bởi vì mình phải thực sự sẵn sàng rồi mình hãy học. Còn nếu anh chị quan tâm thì inbox để đội ngũ cộng sự của Hiệp sẽ chia sẻ thêm cho những cái thông tin nào anh chị cần hỏi thêm thì inbox. Cho nên là tóm lại, câu hỏi đặt ra là nhà đầu tư có đi ra vùng ven để phân lô hay không? Và chúng ta lưu ý điều gì, chúng ta ứng xử như thế nào? Thì thứ nhất, theo nhận định của Hiệp, nhà đầu tư sẽ ra vùng ven để phân khúc vài 300 triệu mà đất nền hoặc là 500-700 triệu đổ xuống thì vẫn có. Và nếu mà mình mua ven cái vùng ven này, mình có thể vào thành phố mình làm được, đi 5-3 cây thì nó không đáng. Thậm chí sau này thành phố nó mở rộng ra cái mình sáp nhập vào trong thành phố, đó là chuyện bình thường lắm anh chị. Cái điều thứ hai là không phải ai cũng có nhiều tiền để mua đất ở trong nội thành, thì họ sẽ phải có nhu cầu mua đất vùng ven, vậy nhà đầu tư sẽ ra vùng ven. Nhưng mà mình phải cân nhắc về giá, về các cái tiện ích và cái điều kiện để tăng giá, hoặc là cái điều kiện để mình sinh sống, làm việc ở đó nó có phù hợp hay không thì anh chị hãy mua. Chứ nếu nó xa quá, nó thiếu quá nhiều thứ thì mình cũng không nên mua, bởi vì mình hoàn toàn có thể có những cái lựa chọn khác. Mình chỉ cần chỉnh lại một chút xíu và mình hãy xem xét các yếu tố là mình cần cái gì, mình làm sao để đạt được cái thứ mình cần. Tuy nhiên nếu mà cái việc mà anh chị đang gặp một cái lô đất rất là tốt, tốt về giá, tốt về hạ tầng, tốt về rất là nhiều thứ, nhưng mình lại không có kỹ năng, không có kiến thức, mình lại không chốt kịp, mình nói là cứ từ từ, thì đôi lúc là cơ hội nó lại qua. Cho nên là cái vấn đề kiến thức và kỹ năng cũng là một yếu tố rất là quan trọng. Và nếu anh chị chưa có nhiều cái thời gian, hoặc là chưa có đủ cái chi phí, hoặc là chưa sẵn lòng cho cái việc chi trả cho cái việc học mà bỏ phí, thì anh chị hãy coi cái kênh Hiệp Bất Động Sản. Hiệp luôn chia sẻ, phân tích nhiều cái kinh nghiệm nè, góc nhìn nè, để giúp cho anh chị mua bất động sản nói chung là nó trở nên an toàn, hiệu quả hơn. Thì tùy anh chị thôi nha. Và Hiệp hy vọng mà qua cái video này sẽ giúp cho anh chị có thêm nhiều cái thông tin tích cực để khi ra quyết định mình cảm thấy mình an toàn, cảm thấy thoải mái. Đó là cái mục tiêu cuối cùng của Hiệp. Chứ còn nếu bạn nào mà nghĩ đến chuyện lùa gà thì hãy coi lại những video trước của Hiệp đi. Nếu bạn biết thiết lập bản đồ giá thì làm sao ai lùa gà để bạn được. Những cái video ảo ở trên mạng á, Hiệp hay gọi vui mọi người là ảo ma Canada, thì làm sao họ lùa anh chị được? Lùa khi anh chị không hiểu gì thì họ mới có thể họ lùa. Chứ còn nếu anh chị hiểu, thậm chí hiểu hơn những cái bạn đang làm tào lao ở ngoài, thì lấy gì họ lùa anh chị? Cho nên là mình hãy tăng cái vốn kiến thức kỹ năng của mình lên thì mình sẽ tự tin, không có sợ. Bởi vì mình hiểu được nguyên lý thì lấy gì người ta lùa được anh chị? Cho nên hãy hết sức là cân nhắc khi mà mình comment. Bởi vì khi mình comment, mình thể hiện mình đang ở trạng thái như thế nào để cho người ta biết. Vậy nếu mình là người tích cực, mình sẽ luôn comment tích cực, đúng không anh chị? Rồi, một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả các anh chị đã dành thời gian xem video của Hiệp. Và chúc cho mọi người có một cuộc sống thật là hạnh phúc, gặp nhiều may mắn và thành công. Cảm ơn và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.